Ngày có cửa có nhà, ôi ngày y bỏ cửa bỏ nhà mà đi chơi mày ngồi trước ùn giá bao em mua đủ mà mua bò việc mà rồi đưa nó ba tiền mà rồi ơi nó nói em là giống ùn em mua đủ mà mua bò mà đều ăn
dù sầu dù đắc hà mình phải sướng để nhau ra e un nơi tình anh ơi anh em ơi miền răng chúng ta cả đời là tình hồn ơi ngày trước bờ khi đời ông đời bồ đời mẹ nó vật nữ và rồi uốn ra ơi đời này cơm kênh ca mặn mà ô hao ăn ra giờ uốn trưởng ơi tiệc tại mong cho bố mẹ các ông các ba cùng lại mà ngô mà rồi thời gian phát triển lên làm uốn ơi hồn ơi mong cho un cứ mà lại nhà chịp cũng chịp bước mặt anh trường ra hùng dưỡng ngôi đôi khi nó đôi răng mà răng long ình về đón un mà rồi kêu mắt ình nhà ra ngọc ình nga khế sát mặn xa đừng mà khế đôi hồn ơi nói lời con bươm đậu rồi mà lê ba ra hồn trắng ơi mặn xa trời ra dụng ruộng chỉ má xương em mày ơi trường ôn anh nhớ em trường trường ôn anh đỡ bao lòng lòng chạy áo nè ăn tâm long qua anh rồi ai hồn ơi dù sao chăng nữa un ơi un già phải như ngày hôm nay rồi hồn ơi un ni un coi un đông ngày nọ mặn nhớ un vỡ đôm un nghe đại ơi hồn ơi có sạt nữ đều riêng mà chẳng là hay rằng un chỉ nói cho lòng anh mong ra un trường ơi trường
nhau bớ lời nói mà lời răng đừng mà gian dối loang quăng ra ơi khổ đời na ni ăn giật nói xa nói đúng còn phong bên khẩu nình anh ơi thế thì hãy làm mà trường nông ngày này cáp an người trường này tuổi rồi như câu bầu nói bầu rắn mùa trường chiếu lại màn lẽ sương anh chờ đợi đêm khuya ra ơi anh còn lạnh lùng hẹn anh kháng chín mùa mưa bụng cơm lại lo ùn về quê anh ở sai anh đưa đò anh đang đợi chờ mong to hít buổi mà rồi đến ngày ra ùn nói đưa anh mân ùn về chung nhà rồi cả chiếm cuối ngõ ông ba đều chung ra ùn ơi ngày nó chớ lo vàng khăn đường vặn áo trùng răng công em cả rửa em thôi ôn ơi lọ ni nó đang ngào lù rồi ôn ơi chỉ còn ít nữa là rồi anh mân ùn đã ơi ùn ơi nhà mong khi nó đông lọ chín vàng đợi ùn đi hai đứa rồi anh đi đàm đại ùn ơi ngày nó thống nhất ùn về lại chiều lễ kêu cho em đại ngày hồn ơi rằng nhiều ý quá cùng mà phải sướng ca giờ ní tạm biệt chia tay ùn về lo liệu việc nhà cho anh nhà cô ngài ôn ơi trước khi xa về anh chúc cho cứ khỏe gia đình nhà linh nhà dưới mà rồi vai số trời đẹp đẽ ôn ơi đôi câu quả không em đứng lôi đỏ đây em đứng đi để dùng lại luôn vậy anh nhà chăng như người khác ún ơi ăn cơm mà ông ra vậy như đình người đâm cào cháo lách mà rồi anh trường ngày ún ơi bây giờ nó đã muốn rồi đợi anh xin phê về nhà trở về làng quê rải ôn ơi em lê ai lắng chờ em trở về anh lưu luyến mà
chúng mà lưỡi trao tàu dây cầm lên má là tin ra em về uống đường nhìn hàng bên ta cỡ mặt ta chạy kín nơn mưa anh lê nhớ không đây hát mà đi ở lại chào lên chào giả cái lưu luyến ca chân dài rồi ơi là buồn nơi em về chớ có về là lo chắc đây phải đi rô xin em đại em mong cho đừng nghĩ chỉ mà dài mà đâu thuộc mà nói nó chưa mà rồi chỉ nó ra mong cứ cho hồn sực về rồi ra lòng mà họ có bệnh tật mà rồi anh trường ra hồn ơi bệnh tật ướt lòng bọc ướt lòng mình đưa lại anh giữ anh xin dòng về quê nhà ra hồn ơi em đừng suy nghĩ mà khá chắc em có hồn ơi em chưa mong cho hồn mà cứ quê rồi giao mà đi lệ nhà đi xuống mà rồi long lang quê chăm đùn họ nhà rồi cầu xa dịp mà ngõ phụ đời chờ sân này nhà cô ngài ổn chi cho ổn bằng lòng hãy kể kể vong trong tay giữa hình ổn ơi liều luyện anh đã mua cái vòng treo cả cả ra ơi chuồn nhớn ngày nó cho đến ngày nó xanh hoa đỡ mãi
con ơi nội lôi phải rồi lôi đừng mà đuổi ở lại mà rồi lang quỷ lại buồn kỳ nó lôi răng răng lòng chỉ cùng chỉ ba việc em về đón răng à rễ dê uốn ơi mà chuồng lóng bầu đầu lóng qua em mà nụn đại uốn ơi làng ngạt làng em ngò liêng ngạt lời còn nào mùa trùa là đời dân em đại lồng lỡ đất nó mà để đây rồi nó rải uốn lùng uốn uốn na vài mà đôi cho đời nhớ việc quay đây mà những qua chẳng em nhớ phải giờ mà liệu có giao tiếp không nào mà biết về cao rồi.